Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn nam vàng trắng công tử. Nhẫn nam vàng trắng công tử mang đến một sản phẩm hoàn hảo cho người dùng, chế tác từ chất liệu vàng tây 18K bền đẹp và sáng bóng với thời gian. Ngày nay, trang sức không chỉ giới hạn dành cho phái nữ mà ngay cả phái nam cũng có nhu cầu sử dụng. Nhẫn nam vàng trắng công tử là điểm nhấn cho phong cách của bạn. Sản phẩm bảo hành chu đáo, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.